Đây. 300 triệu. Lợp nhà này 300 triệu. Ngày 100 triệu, 3 ngày 300 triệu. Sang như Mỹ. Còn cái này còn cả 20 năm, 30 năm nó chưa ăn thua gì hết, lột chụp hết rồi. Good morning. Một ngày mới. Để sơ cua thôi, cần chó gì. Thế quay cái bài dài đó cái bằng nhau hay à? Bằng nhau đấy. Cái này hơi ngắn đấy. Được rồi. Được rồi. Đóng chặt vô tại vì cái trên này quăng xuống nó xa lắm. Một em này hôm nay đi hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mỹ, hôm nay cho mày biết mùi Mỹ. Bữa nay hoa. Hoa nở, mùa hè hoa nở, mùa hồi tới hoa mắt. America. Búa kìm. Búa xà beng. Người ta nước sau chủ nghĩa búa liềm, con này búa với xà beng. Đọc về về đọc tiểu thuyết cái chứ, máu và cà chua. Tomato and love. Đó, xem mà ông đó. Cái này dễ lắm, cái này cũng không có gì khó. Hai người chịu khó lấy vợ nhỏ nhỏ thôi. Nhà qua bên kia đi có đường lên kìa. Được rồi, em biết rồi. Không cần gì hết á, chỉ cần cái búa thôi, bỏ xà beng xuống, giục xà beng xuống. Để hai cái búa thôi. Cái xà beng á là cái đường dưa nó có ấy này. Nó có tôn á, có nó không phải được đâu. Cái này gặp tôi là không có lấy giấy đen dưới ra đó, là nó đi tới là chơi luôn. Để nằm mà mãn nó không chết. Cái này tôi lập 3 ngày xong á, không biết ông Nam Anh sao mà ra mà thầy trò mà tính. Cái này lột cái là ra là dớt thôi. Bên dưới còn mới tinh à. Tại thằng này nó dư tiền cổ nó mới mướn mình lợp thôi. Cái này vầy mà nó đem nó đi lợp, lột ra lợp nè. Nếu mà lười xuống neo ở đây luôn lên này. Được kìa, đưa bỏ đít cho lên. Lên đối này này. nóc nhà lên tới nóc nhà. Mày trong America anh Long đóng vào cái ấy hàng kia rồi. Cái gì anh đóng dây để cột dây có hết rồi, chạy qua đây leo nó mình ta đi nhảy đầm trên này còn được, mà đứng mà sợ dây đi có thế của nó đi chứ có gì đâu mà từ đầu kia đi ra. Từ đầu kia. Cái này hai người kéo đi một chùm luôn á. Càng lớn càng tốt. Này là còn may mắn rồi đó. Biết gì không? Cái này rất là may, nhà này coi. Tại vì nó bắn bằng thép bồ. Thép bồ với lại lớp bột. Lớp bột, thép bồ. Đạp vào dây rồi ông té bây giờ đó chứ. Rồi quay coi. Ở đây ngồi chứ. Giờ đây ngồi đây quay phim, quay rồi. Xin ngồi đây. Hả? Ngồi đây ngồi đây quay phim thôi. Hôm nay đó, cầm quay ra. Đó. Chỉ cho làm. Chỗ này mà ông kêu con đời đóng đinh nó đã chạy được nhảy đầm trên này còn được. Thế lột thôi. Nhưng mà cái chỗ này nó có vấn đề là nó bị lúng lỗ ở chỗ này. Lý do là quay chỗ này thôi. Đó. Nó còn chuột vô đây cắn á. Thực tế là không phải. Ừ. Này dễ nột quá chứ. À, không có. Đó, làm gì vậy chứ? Già đi chơi cả mẹ luôn chứ đừng có. Không cần phải đẩy nữa. Đó. Chút nữa mình vừa kéo đằng kia thôi. Vâng. Này nột chứ.
America. Phương bây giờ, Phương bây giờ chuyển ở kia. Quăng xuống à? Để đầu cái tí trailer với con xuống. Chờ tí xíu nữa. Để mình chuyển ở đầu kia chứ đầu cái để kia. Ok, rồi. Bàn giao em đi cùng chuyển. Đi kéo đi.